Chào các bạn trở lại với kênh của mình là kỹ sư Thái giải pháp nông nghiệp. Hôm nay mình ghé một cái vườn này của anh này là anh Văn An ở trên Buôn Mê Thuột. Thì vườn này là tổng cộng là 300 cây của anh Văn An, được 4 năm rưỡi. Năm ngoái đã làm trái bối với mình một vụ rồi. Thì năm ngoái cũng thu được mớ thôi, không có nhiều. Cây 4 năm rưỡi nhưng mà ảnh đầu tư về chăm sóc bài bản, tỉa cành rất là đạt. Và hiện trạng mình lên đây là cuối tháng 12, ngày cuối năm luôn rồi. Để làm gì? Để xem cây của anh như thế nào để mình chuẩn bị cho anh một cái quy trình làm bông tiếp theo. Cho nên các bạn cùng mình theo dõi vườn của anh Văn An ở trên Buôn Mê Thuột nhé. Thì hiện tại là ảnh đã cho tỉa cành, tỉa tán tất cả các cây trong vườn. Đáng lẽ cái việc tỉa cành tỉa tán này phải làm sớm hơn, nhưng mà do ảnh lu bu công việc, tại vì vừa vườn còn vừa công ty nữa cho nên làm không kịp. Cho nên cây thì cơ bản về tỉa cành tỉa tán này các bạn rất là đều. Tai tán này là rất là đều luôn, nghĩa là vườn này đã bấm ngọn ít nhất từ 1 tới 3 lần tùy theo tình trạng cây. Ví dụ như cây này là mình biết ảnh bấm nó 2 lần rồi nè, 2 lần bấm ngọn. Cho nên cây mà 4 năm rưỡi cho nên tai nhánh này rất là to. Mà cây này chưa đâu ha. Còn như ví dụ cây kế bên nữa nè. Đây, đúng vô. Đây, những cây khác trong vườn á thì khủng khiếp lắm, về dàn nhánh dàn tai rất là lực. Về mình đánh giá là tất cả các nhánh tai này trong vườn đều để trái được hết rồi. Bởi vì sao? Năm ngoái đã 4 năm hiện tại nha, năm nay đã là 4 năm rưỡi. Tuổi là 4 năm rưỡi nhưng mà ở thời điểm 3 năm rưỡi đã làm trái. Các bạn, cho nên á, nên đừng các bạn đừng hỏi là cây này làm trái được không, cây này đang trái được năm ngoái rồi, cũng đã cho chủ vườn được hơn 100 triệu ngoài ha, để lấy được mớ vốn. Còn hiện trạng là tình trạng của vườn á là đã tỉa cành rồi, gốc gác cũng đã dọn rồi đó các bạn, gốc gác dọn rồi luôn, nghĩa là ảnh gom tất cả các lá ủ này nè, anh tỉa cành xong anh sẽ gom ra để ở giữa. Khoảng cách của tất cả các cây trong vườn trồng là 6 mét vuông, tất cả các cây trong vườn trồng 6 mét vuông. Và có một số cây mua sang kinh đây, có một số cây mua sa kinh đây, lá của mua sa kinh đây các bạn. Ảnh có xen vô một ít mua sa kinh cũng trồng cùng tuổi với cây mỏng hon luôn. Đây là lá mua sa kinh và năm nay cây này cũng làm trái luôn các bạn ha. Đó, anh chăm cây rất là kỹ các bạn. Dàn lá nhìn là tái tê luôn. Những cây gần nhà nha là về nó không có đẹp đâu, nhưng mà này lại ngược lại, những cây nằm kế nhà dàn lá nó xanh. Thứ nhất là nó xanh mà xanh đen, thứ hai là nó to bản, và thứ ba nữa là lá rất là sạch rồi là sạch bờn, không có vấn đề gì của đốm lá hay đốm mắc cua hay là rỉ sắt gì cả, nó rất là sạch. Cây mà chăm thế này thì thôi, làm thì tuyệt vời. Với mình đánh giá là những cây mà vàng lá được chăm sóc đen thế này thì tuyệt vời. Những cây gần nhà mà vậy. Ngoài ra thì anh bên này anh có một cái hồ để chứa nước đó, anh bơm cái mô tơ lên để hút vô một cái bồn như thế này để chứa nước, và sau đó nước này sẽ được tưới đó. Thì hiện tại anh mới vừa bơm xong ha, rồi sau đó bây giờ anh bơm từ dưới hồ anh bơm ngược lên để tưới. Anh thì dùng cái bét vít này ống 21, một cây hai bét, rất là gấp bát rất là xa, một cây hai bét và một lần là tưới khoảng 10 phút là đủ, không cần tưới nhiều đó. Các bạn ha, nước bán đều luôn, ướt lên tới cành trên luôn đó. Đây nữa nè các bạn, một lần khoảng 10 phút là đủ, bắn lên tới từ dưới lên trên, nó bắn lên tới cả mét á, lên tới thân giữa. Lá sạch đen. Đây là hệ thống tưới trong vườn điện đài đi nè, đi vườn đầu tư quá kỹ. Hút sâu của anh đó, ảnh xài bơm hút sâu được, không nằm cho ảnh nằm trong nhà hết, ống thì chuyện ra ngoài nhưng mà mô tưa kéo đẩy rồi nằm trong nhà hết, rất là kỹ. Anh báo với mình á là thấy bây giờ không biết làm sao mà một số cây trong vườn anh nó ra bông mắc cua đồ ra quá trời ra rồi nè. Quay gần lại cho rõ hơn, nó ra tại năm nay nó khô và không có mưa trễ, cho nên hiện tại này nhánh nhỏ ha, còn cây bơ nhánh bên kia nhánh to nữa, nó ra mắc cua một phần hết trơn như thế này. Rồi là anh hỏi mình làm sao để xử lý. Một số mà cây trong vườn á các bạn, nó ra được bông như thế này luôn nè, nó ra từ ngoài vô tới trong, nó ra bông luôn nha, nó không còn gọi là mắc cua nữa. Thì chỗ anh An á, anh hỏi mình là thấy là bây giờ anh chưa làm bông, anh mới có làm cành nè, anh chưa có rễ lân, anh chưa tạo mầm gì hết, ngoài giờ nó ra bông như thế này rồi thì xử lý làm sao.
Nhưng mà mình xem lại á, thì cái tỷ lệ mà nó ra bông á, thì chủ yếu nó ra trên những cái cành mà cành nhỏ á. Còn những cái cành lớn đó, những cành lớn như thế này thì hiện trạng nó chỉ nằm mắc cua thôi. Cho nên gọi mình gọi là bỏ các bạn ha, cứ mặc định, cứ để đó đi. Thì bây giờ mình cứ làm đúng quy trình làm bông của mình. Còn những cái bông này sau này mình sẽ bỏ, nhưng mà bây giờ không bỏ. Bây giờ mình làm gì đối với vườn này? Thì cái quy trình tiếp theo của vườn này á, là gì? Về thứ nhất á, là về do vườn này nè của anh đi theo quy trình của mình, cho nên lá rất là sạch sẽ. Các bạn thấy lá rất là sạch sẽ, không có vấn đề về đốm rong hay tạo đỏ, hay là về bệnh hắng thư hay là đốm mắc cua. Nghĩa là lá vàng lá này quản lý nấm bệnh rất là sạch sẽ rồi. Là một cái. Cho nên bắt đầu ở thời điểm hiện tại cuối năm nè, cuối năm bữa nay là ngày 30 tây tháng 12, thì mình sẽ cho tiến hành gãy lân Văn Điển. Một cây này là gãy 5 kg gãy lân Văn Điển, và tưới nước khoảng thêm 3 cử nước liên tục trong vòng khoảng 10 ngày là bắt đầu mình ngưng nước luôn. Và lịch tạo mầm của vườn này luôn là khi lá này lụa đều hết và lụa đều già luôn, thì nó rơi vào đâu đó dự kiến là anh sẽ tạo mầm vào khoảng 20 mấy Tết đó các bạn, từ 22 đến 27 Tết gì đó. Thì trong khoảng thời gian đó anh sẽ thu xếp cho mình một ngày để lên thuốc tạo mầm nha. Cho nên lịch của vườn này là sẽ tạo mầm trước Tết âm lịch, mình dự kiến là khoảng đâu đó gần cuối tháng 1 dương lịch của năm 2023 các bạn ha. Thì đó là quy trình làm bông. Và các bạn hỏi mình là làm bông phun thuốc tạo mầm mấy cử, rồi phải phun thuốc gì, thì những cái quy trình về làm bông mình có chia sẻ luôn. Tạo mầm đối với những vườn ở trên này, mình tạo mầm một cử là phun chùm cả lá này và vô nhánh là một cử số 2, mình chỉ cần phun ở trong thôi, rồi mình gọi là hút khóa miên trạng. Để làm gì? Để cho kích bông, nó đơn giản như vậy. Còn về những sản phẩm cụ thể hay đó thì mình sẽ có một cái quy trình làm bông chia sẻ riêng cho các bạn để các bạn theo dõi cụ thể hơn. Còn đây là quy trình cho vườn của anh Văn An ở trên thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn.